Theo quy định của ban tổ chức SEA Games 30, mỗi đội bóng được quyền sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều này sẽ giúp các đội gia tăng đáng kể chất lượng đội hình với sự góp mặt của 2 cầu thủ có kinh nghiệm. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đăng ký sơ bộ 5 cầu thủ trên 22 tuổi, gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thành và Nguyễn Văn Toàn vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 30. 5 cầu thủ có tuổi mà huấn luyện viên Park Hang-seo tạm chọn chạy đều cả 3 tuyến, nhưng chỉ có 2 cầu thủ sẽ được chọn bổ sung cho đội hình U22 tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Vậy ai sẽ là cầu thủ sáng giá nhất để được thầy Park chọn mặc vải vàng? Hiện nay chúng ta biết là danh sách cầu thủ chúng ta chỉ có 20 người thôi. Vậy bây giờ chúng ta trừ đi 2 thủ môn thì rõ ràng chúng ta còn có 18 cầu thủ nữa. Trong khi thì cái giải đấu ở đó, ở SEA Games chúng ta biết là 2 ngày chúng ta đá 1 trận. Thế thì bây giờ cái tiêu chí tuyển chọn của tôi như sau. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ bổ sung cái cầu thủ mà ở đội tuyển U22 hiện nay cái vị trí đó là cái vị trí yếu nhất. Thì chúng ta sẽ bổ sung cái cầu thủ ưu tiên để bù đắp cái chỗ đó. Cái thứ hai nữa là tôi cũng muốn chọn một cái cầu thủ mà anh ta có thể chơi được nhiều cái chỗ, nhiều được cái vị trí khác nhau. Ở đây yêu cầu của tôi là có thể là anh sẽ tập chơi được trên 2 vị trí trở lên. Và cái thứ ba nữa là cái cầu thủ đó phải là từ đội tuyển quốc gia xuống, nhưng mà anh ta cũng phải có một cái tốc độ phục hồi, có cái tốc độ phục hồi nhanh nhất. Với những tuyên bố này, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải hay Đỗ Hùng Dũng đang được đánh giá khá cao. Đặc biệt ở tuyến giữa, Hùng Dũng cũng là sự bổ sung cần thiết, nhất là khi đội U22 Việt Nam chưa có một thủ lĩnh thực sự ở tuyến này. Anh là mẫu tiền vệ trung tâm hiếm có mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Dù không có chiều cao nổi bật, nhưng Hùng Dũng lại rất mạnh trong những tình huống tranh chấp hay thu hồi bóng. Bên cạnh đó, tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội có phong cách thi đấu vô cùng quyết liệt nhưng không kém phần hoa mỹ. Trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải vừa qua, Hùng Dũng đã có cho mình 3 bàn thắng, cùng với đó là 3 kiến tạo, góp mặt trong tổng số 41 trận của đội bóng thủ đô. Ở đội tuyển quốc gia, anh đã chơi 9 trận trong năm nay. Riêng tại vòng loại World Cup 2022, tiền vệ người Gia Lâm đã chơi đủ 270 phút trong cả 3 trận đấu vừa qua. Lối chơi chắc chắn, kinh nghiệm thi đấu, khả năng liên lạc tốt giữa các tuyến cũng là điểm mạnh mà Hùng Dũng có được sau những ngày tháng chinh chiến ở mọi giải đấu từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội rất cần thiết cho chặng đường chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30 sắp tới. Quay trở lại với đội tuyển U22 Việt Nam, chúng ta vẫn đang thiếu đi một mẫu tiền vệ có khả năng công thủ toàn diện như Hùng Dũng. Những gương mặt trẻ như Việt Hưng, Thái Quý hay Tín Dụng vẫn chưa khiến phi chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy yên tâm, bởi họ đâu đó vẫn còn mắc phải những sai lầm không đáng có. Vậy nên, Hùng Dũng sẽ là sự lựa chọn khả dĩ nhất cho một vị trí nơi tuyến giữa của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu Đỗ Hùng Dũng tập riêng khi tiền vệ này có dấu hiệu đau nhẹ, dù anh có thể đáp ứng tốt các bài tập theo giáo án riêng. Tiền vệ này không được đi giày đinh mà phải dùng giày đế bệt và chạy nhẹ cùng Huỳnh Tấn Sinh ở sân tập còn lại. Dù vậy, Hùng Dũng chỉ bị đau nhẹ và sẽ sớm trở lại tập luyện cường độ cao cùng toàn đội. Không loại trừ khả năng tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội bị căng cơ và cần một vài ngày nghỉ ngơi. Đỗ Hùng Dũng được xem là đóa hoa nở muộn của bóng đá Việt Nam, khi anh chỉ được người hâm mộ bóng đá Việt Nam biết đến nhiều hơn kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lên V-League chơi bóng ở mùa đầu tiên năm 2016 khi 23 tuổi, quá tuổi dự SEA Games. Trước đấy, vài lần Hùng Dũng được triệu tập vào đội tuyển U19 châu Á vào năm 2012 hay ASEAN 2014 nhưng không thành công. Nếu được tham dự SEA Games lần này, đây chính là lần đầu tiên tiền vệ người Gia Lâm góp mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.